Có cái trò chơi này hỏi con nhưng mà liệu con có chơi được không? Muốn hỏi là có tiền không? Chơi cái trò này là có tiền. Con thấy cái gì đấy chưa? À đủ. Tiền con không thiếu nhá. Vô kẹo. Ok luôn. Này nhá, bây giờ con trò chơi nhá, biết được con là gì không? Con cá sấu. Con cá sấu, một trong cái con sấu này nó có 2, 4, 6, 7 cái răng. Mà nó sẽ có một cái răng mày nhấn vào nó sẽ sập, nó cắn như này là nó ngã ra này. Bây giờ bố có một cái trò chơi, bố qua mình cùng chơi cái trò chơi này nhá. Vâng. Chơi như ván bài của casino nhá. Đặt tiền và ấn răng. Okay. Ấn. Nếu mà ai bị kẹp vào như này sẽ là thua. Kẹo là hơi. Ok, đơn giản. Kẹo là hơi thơm đấy. Ôi, phải bố thua con rồi. Em xui đấy. Pop 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 pop. Ok. Chơi luôn. Let's go đi. Chơi. Được. Bắt đầu. Bắt đầu chơi. Nhanh nào 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 nào. Nào, đầu tiên nhá, con cá cược 5 tỷ. Nhào vô. Ok, nào, con bấm chưa? Bấm đây. Run quá các bạn ơi. Ô, tay run, tay run, tay run. Ô. Tiếp kèo với hạt. Vô, nhào vô, nhào vô. Chết rồi rồi. Tiền chắc chết rồi rồi. Mayo, không sợ nhá. Dễ. Thắng rồi, khả năng con. Con ăn chặt điện bố rồi. Chiều mày tới đó ra đường ngõ trước ngõ sau coi chừng đầu mày.